Tại nhiều gia đình Việt Nam, quan niệm con gái là con người ta, con trai mới có thể nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên vẫn ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ. Nếu không sinh được con trai, họ sẽ không nhận được sự tôn trọng của dòng họ làng xóm. Con gái sau này thường sẽ về ở nhà chồng khi đi lấy chồng, nên họ cũng lo lắng không có người chăm sóc khi về già, không có người thờ cúng khi qua đời. Tâm lý thích con trai khiến họ mong muốn có được một cậu con trai để nối dõi tông đường. Chính vì vậy họ bằng mọi cách để thực hiện như soi trứng, lọc tinh trùng và điều tiết chế độ ăn uống trước khi mang thai. Dù pháp luật Việt Nam nghiêm cấm chẩn đoán lựa chọn giới tính thai nhi bằng bất cứ biện pháp nào, nhưng họ vẫn có nhiều cách để biết được giới tính của đứa bé trong bụng mẹ. Do mỗi gia đình thường chỉ có từ 1 đến 2 con, nên nếu thai nhi là gái, nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn phá thai để mong đợi có bé trai cho lần sinh tiếp theo. Những bé gái đã mất tích cả trước khi được chào đời. Năm 2019, nếu so với tỷ số giới tính khi sinh theo quy luật sinh đẻ tự nhiên, thì Việt Nam đã thiếu khoảng 45.900 bé gái được ra đời. Cụ thể hơn, theo Tổng điều tra quốc gia về dân số và nhà ở năm 2019, cứ 100 bé gái sinh ra thì có tới 111,5 bé trai ra đời. Cao hơn hẳn quy luật tự nhiên là 105-106 bé trai trên 100 bé gái. Việt Nam là một trong ba nước châu Á có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm kể từ năm 2004. Sẽ có tác động về vấn đề nhân khẩu học khi có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Ví dụ như dự tính đến năm 2034, Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới tuổi từ 15-49 tuổi. Và con số này sẽ tăng lên 2,5 triệu người vào năm 2059 nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không giảm. Theo xu hướng này, các nhà nhân khẩu học gọi chung là khủng hoảng hôn nhân khi nhiều nam giới sẽ khó tìm được bạn đời. Mất cân bằng giới tính khi sinh không có nghĩa là vị thế của phụ nữ được nâng lên mà hoàn toàn ngược lại. Khi đó các em gái có thể sẽ phải kết hôn sớm hơn, tình trạng buôn bán phụ nữ, bạo lực với phụ nữ, tệ nạn mại dâm sẽ xảy ra nghiêm trọng hơn. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm đến vấn đề này và đã có những chính sách và khung pháp lý để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã cấm chẩn đoán giới tính thai nhi. Theo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi, tuyên truyền phổ biến hoặc tư vấn để có được giới tính theo ý muốn đều bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Trên thực tế, quy định này chưa thực sự phát huy hiệu quả, mức xử phạt cũng cần đích đáng hơn. Một số nước như Hàn Quốc đã có sự điều chỉnh về mất cân bằng giới tính khi sinh. Vấn đề tâm lý ưa thích con trai đã được giải quyết và Hàn Quốc đã thúc đẩy giá trị của các bé gái, bình đẳng giới và thúc đẩy quyền năng của phụ nữ. Truyền thông thay đổi hành vi các định kiến xã hội về giới hết sức cần thiết để chấm dứt tâm lý ưa thích con trai. Trong xã hội hiện đại tại Việt Nam ngày nay, ngày càng nhiều nam giới được tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống mới trong gia đình. Họ trở thành hình mẫu nam giới tích cực về bình đẳng giới, xây dựng mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng trong gia đình, không sử dụng bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục kiến thức về quyền của phụ nữ cho người dân rộng rãi hơn về việc phụ nữ có quyền thừa kế công bằng trong gia đình. Ngoài ra, cần tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội cho người cao tuổi nhằm giảm nhu cầu sinh con trai để còn trông cậy tuổi già. Khi không còn nặng nề quan niệm phải sinh bằng được con trai, các cặp vợ chồng sẽ không còn nghĩ tới việc sinh con trai hay con gái nữa. Những bé gái sẽ không còn bị tước đi quyền được chào đời, được sinh ra, lớn lên trong sự tôn trọng và yêu thương. Hãy trả lại sự cân bằng về giới tính khi sinh vốn có của tự nhiên, bởi điều đó sẽ góp phần mang lại sự phát triển bền vững và hạnh phúc của đất nước trong tương lai.